Em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em quay lại cái vườn nhà em. Đấy, lộc hai thì giờ cũng đã ban gọi là khá là đẹp rồi. Thì nhiều bác có hỏi về vấn đề lộc hai, những cây bây giờ nó gần gần đủ lộc rồi, có nên lấy lộc ba không? Và nó có kịp không? Có kịp để lấy lộc ba không? Sợ là nó những cây lộc hai ấy, những cây lộc một ấy, đấy, cây lộc một nó gần gần đủ ấy, cả nhà sợ là lấy lộc hai xong là lấy lộc ba nó không kịp đấy. Thì em khuyên cả nhà như vậy nhá, những cây nào mà nó thiếu lộc ấy thì cả nhà hãng đua lấy lộc hai xong để lấy lộc ba, còn những cây nào mà nó đã đủ lộc rồi thì thôi nhá, không đuổi nữa, đuổi là nó sẽ bị muộn. Đây, như em có một cây năm ngoái này nó không sai đây. Đấy, em thí dụ như cây này đi. Đấy, như cây này là em sẽ không lấy lộc hai nhá. Cây của nhà em đây là nó chỉ được một đợt thôi. Đấy. Đây nhá, những cái cây này là nó chỉ được một đợt thôi. Đấy. Những cây này à, năm ngoái là em bị mất đi 15 cây nhá cả nhà nhá. 150 cây. Vải thiếu muộn. Đấy, 150 cây. Là em mất đi 15 cây cả nhà. Đấy. Những cây này thì em không lấy lộc 2 nữa. À, em không lấy lộc 3 nữa. Em sẽ lấy một đợt lộc nữa là độc lộc 2 thôi. Thì là em sẽ khoanh. Đấy. Cả nhà mà có cây như vậy này, cả nhà sẽ để tự nhiên nhá, cả nhà nếu mà nó đủ đủ lộc như vậy, cả nhà không nên đua lấy lộc hai ngay, đua lấy lộc hai xong rồi lấy lộc ba. Em khuyên cả nhà là nó đủ lộc như này là không nên lấy nữa. Đấy, cả nhà xem cái ngọn này này, đấy, xem cái ngọn của nó này, như những cái ngọn này là nó còn rất lâu mới ra được nhá. Thì hôm nay nó rơi vào mùng 8 cả nhà. Đấy, những cái ngọn này này, ngọn này thì lá nó như vậy thì còn khá lâu nhá. Thì hôm nay nó rơi vào mùng 8 tháng 7 rồi. Thì những cây này là đầu tháng 8 mình sẽ lấy nhá. Đấy. Kiểu gì những cái lá này là mình cũng phải kéo dài đến đầu tháng 8 cả nhà. Đầu tháng 8 ví dụ nó mình lấy để tự nhiên đấy, những cây này nó sẽ lai dai hết trong vòng tháng 8 nhá cả nhà. Kiểu gì cũng như vậy. Nó đã đủ lộc rồi, nó ra rất chậm cả nhà nhá. Em khuyên cả nhà là những cây như thế này là không nên đua lấy nữa. Không đua lấy lộc 2 xong là lấy lộc 3 nữa. Đấy. Đấy. Như những cây này này. Đấy. Những cây của em sai đây. Có quả đây. Thì đây là lộc 2 nhá. Lộc 2 đã như thế này rồi. Thì em sẽ làm thế nào đuổi cái lộc này này. Đuổi cái lộc này này. Nó kịp với cái cây bên này. Đấy, nó sẽ kịp xanh với cây bên này. Và sẽ lấy cùng một đợt luôn nhá. Thì nó cũng chênh lệch trong vòng một tuần thôi cả nhà. Có thể là những cây, những lộc này nó sẽ ra sau này. Lộc này nó sẽ ra sau nhá. Ra sau cái lộc này khoảng tầm 10 ngày. Đấy. Ví dụ hôm nay mùng 8 rồi. Mùng 8 tháng 7 rồi. Tháng 7 âm rồi. Thì lộc này nó sẽ rơi vào đầu tháng 8 nhá. Ví dụ khoảng độ tầm mùng 5 tháng 8 là lộc này bắt đầu là mình sẽ lấy này. Thì cái lộc bên này. Đấy, lộc như cây bên này là nó cây bên kia mình sẽ lấy vào khoảng mùng 5. Thì những cây này mình sẽ lấy vào khoảng độ tầm đầu mùng 10, 15 nhá. Bắt đầu mình lấy những cây này này. Đấy, nhá cả nhà nhá. Đấy, thì lấy đến qua tháng 9 ấy. Những cây nào mà nó qua tháng 9, đầu tháng 9 bắt đầu là nó đủ lộc ấy. Thì là nó đẹp đẹp ấy. Thì là mình sẽ xem cái thời tiết lựa lựa mà khoanh nhá cả nhà nhá. Đấy. Đây hầu là những cái cây này là cây lộc hai đây. Đấy, cây lộc hai nó đã như thế này rồi. Thì rất nhiều vấn đề về bác mà hỏi về làm cái lộc trong tán ấy. Đấy, cái lộc trong tán nó dài kiểu này này. Sang năm là nó đua một thêm đợt lộc ba nó sẽ cao cao bằng này này. Đấy, nó phải độ tầm như lộc này là nó rơi vào khoảng tầm 40 phân rồi cả nhà. Nếu mà nó ra đợt nó là kiểu gì cũng phải 60 phân. Đấy, như cành lộc này này.
Đấy, cành lọc dài này, cây dài này nhé. Đấy, đấy. Thì em khuyên cả nhà là để cho nó thật già đi, lá cứ thật già để cho nó tự nhiên thật già đi nhá. Thì hôm nào em sẽ lên là em sẽ cắt. Thì đây, ở đây thì em sẽ cắt qua đoạn này. Đấy, cắt qua đoạn này. Thì cả nhà cứ để tự nhiên đi, cho nó già hẳn đi xong cắt nhá. Đừng cắt vội, cứ cho nó già, lá già mỡ đi. Lá nó già đen như kiểu như lá như vậy đi. Nó già đen như thế này đi. Đấy, như thế này đi. Cả nhà hãng cắt nhá. Đấy, thì đợt làm lọc trong tán ấy, cắt lọc trong tán ấy, em sẽ lại làm video cho cả nhà. Đấy, những cành dài dài này này, đợt nào cắt là em sẽ làm video. Đấy, nếu mà bác nào mà có lọc hai đã già rồi, nhưng mà em nghĩ là lọc hai của các bác nó cũng chỉ gọi là ban xanh xanh cái này thôi. Đấy, ban xanh xanh cái này thôi, chắc chưa già đâu. Đấy, em khuyên cả nhà là nó để nó già đi, già hẳn đi xong mới cắt nhá. Đấy, cả nhà cứ để cái lọc ở trong cái lọc nó dài, cái lọc dài đấy, già hẳn đi xong là cắt. Ví dụ cả nhà nhá, khoảng độ tầm những cái lọc này mình lấy vào khoảng độ tầm mùng 10 tháng 8 ấy, thì cả nhà độ tầm 25 tháng 7 âm. Đấy, tầm 25 tháng 7 âm bắt đầu hãng cắt lọc cái lọc hai già kia nhá. Đấy, ví dụ những cái cành này này, độ tầm 25 tháng 7 đi, cả nhà hãng đi cắt nhá. Tầm 25 tháng 7 cả nhà hãng cắt. Đấy, thì nhiều bác em có thấy là làm ấy, làm lọc ấy, thì là những cái lọc cái kẽ ở trong này này các bác tuốt hết, chỉ để những cành khỏe này thôi. Đấy, các bác tuốt hết những cái cành yếu yếu này này, xong rồi để cái cành khỏe này, xong rồi các bác bấm vào đây, xong rồi đợt sau là các bác chỉ lấy một đợt nữa thôi. Em khuyên cả nhà là không nên tỉa những cành con đấy. Bởi vì như thế nào, bởi vì em khuyên cả nhà là như thế nào, để mình cái lá ở trong thân này này, cái lá ở trong thân này này, đấy, những cái lá này này, cành này này, cả nhà để cho em càng dày càng tốt. Ví dụ nó cành này nó bị chết thôi, không là nó mọc lên đấy, cả nhà cứ càng để dày càng tốt nhá. Đấy, mình chỉ cắt ngắn đi thôi. Khi nào nó ra hoa đấy cả nhà, nó ra hoa đấy, cành nào khỏe thì mình hắn để, xong là cành lúc đấy cành con này này, hoa nó dậy yếu này, nó phải rơi vào độ tầm 2 năm nay, nó sẽ lập xuân vào 25 tháng 1 âm ấy, 25 gọi là 25 tháng chạp ấy. Đấy, kiểu gì mình tầm đấy là bắt đầu là lập xuân, cái là bắt đầu là mình mới đi tỉa nhá, đi tỉa những cái cành con này này, để cho những cái cành to này này nó phóng hoa đấy cả nhà, nó mới đạt. Thì các bác tỉa đi hết đi, nó không có chế độ ủ đâu, cả nhà cứ để xum xê cho em trong thân này này, cả nhà cứ để xum xê, cả nhà không tỉa. Những thằng nào dài thì đến 25 tháng 7 âm này cả nhà cắt đi cho em, xong là cả nhà để nó tùm cái này, xong là đến lúc mà mình lấy hoa đấy, hoa bắt đầu báo ấy, ví dụ hoa cái đầu này này báo nó ra khoảng độ tầm 2 phân thấy trắng tinh này này, cả nhà bắt đầu là lúc ấy mới đi tuốt những cành kẹ đi để cho nó lao ra. Đấy, làm như thế mới phải làm vải nhá cả nhà nhá, chứ không phải như nhiều bác là đi tỉ hết những cái cành kẹ này, tỉ hết những cành kẹ này, xong là để mỗi cành to khỏe này thôi, xong là thấy dài lắm mà cắt đi, mà mới lấy lọc tu tủa ở đây là có chế độ ủ của nó, không ăn thua đâu. Không khéo đến lúc đấy là không có độ ủ hoa ấy, không khéo là nó còn ra đợt lọc nữa. Đấy, qua riêng không khéo là nó ra lọc, ra hoa kẹp lọc. Em khuyên cả nhà là như vậy. Đấy, nó sẽ ra hoa mà kẹp lọc đấy, nó khỏe lắm, cái cây khỏe lắm, không có chế độ ủ. Đấy, em khuyên cả nhà là như vậy nhá. Đấy, lọc mấy hôm nay là thời tiết về ban đêm ấy nó hơi se se, lọc ra là nó bị đỏ cả nhà, nó bị đỏ. Đấy, em hôm nọ em lên phun nó hơi muộn quá, hơi muộn tí là sâu nó vẫn bị cắn nhá cả nhà nhá, vẫn bị cắn nham nhở, nó vẫn bị cắn nham nhở.
Đấy. Đấy, lộc này, các bác xem này, nó bị sân sân xeo xeo này. Đợt sau nữa lấy lộc 3 nữa, đợt này lộc 2 nhá cả nhà nhá, đợt lộc 2 nhá, đợt sau mà lấy lộc 3 đấy. Cả nhà phải để cái cây của mình này, cái lá của nó thật là ok đi. Thật mỡ thật ấy đi là các bác bắt đầu là chơi lộc 3 là ép lấy đấy, nó mới ra đều ra đẹp được. Nếu mà cái lộc nó còn teo 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 kiểu như ấy thì lá chưa già hẳn thì các bác ép đạm lấy ngay là nó không thành đâu. Đấy, như cây này năm ngoái không 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 có quả này, nó bị phịt này. Đấy, cây này này. Đấy. Đợt vừa rồi đợt lộc đầu này. Đấy, em đẻ nó tua tủa này luôn. Đấy, trong tán nhá, trong thân này. Đấy. Thì độ tầm 2 năm. Cây này nó 2 năm âm này, tháng 7 nó sẽ ra, đầu tháng 8. Thì cây này mình chỉ lấy một đợt nữa thôi, trong tháng 8 là lấy một đợt nữa thôi. Đấy. Hai đợt lộc nhá. Cây năm ngoái bị phịt. Em đảm bảo là cây như thế này là sang năm 100% bắt chắc rồi. Đấy. Đấy. Còn là về những cái thuốc phun đấy, thì em vẫn phun như những cái đợt trước cả nhà nha. Thuốc sâu nó bình thường thôi. Có cái đợt em hướng dẫn cả nhà phun đấy, thuốc sâu nó rẻ thôi. Phun lại thuốc rẻ kia, cả nhà cứ cộng cho em. Nếu mà cả nhà thích già nhanh ấy, cả nhà cộng ít bón lá. Mà nếu mà cả nhà để tự nhiên đấy, cả nhà cứ bỏ như vậy và cộng theo công thức của em, thuốc sâu thả xuống là phun thôi. Đấy, nó đơn giản thôi cả nhà. Đấy, cái video em hướng dẫn thuốc sâu rồi, nó không thuốc sâu không đảo thì cả nhà vào xem sau ấy, mới đăng ký sau ấy, cả nhà vào chịu khó vào xem cái em phun lộc ấy nhá, chịu khó vào xem em làm phun lộc ấy. Đấy, em làm phun lộc, phun thuốc ấy nó đơn giản thôi. Đấy, em mới phun sau này, nó hơi bị muộn cái này, sau ăn bị ăn ngay. Đấy. Rồi ok, em chào cả nhà nhá. Em cập nhật cái lộc cho cả nhà xem. Đấy. Em sẽ đuổi bằng kịp nhá, đuổi bằng kịp cái đợt lộc 2 này. Như những cái cây vừa nãy, đợt lộc 1. Đấy. Đợt lộc 1 nhưng mà nó đủ lộc nhá cả nhà nhá. Em sẽ đuổi cái này thành cái đợt lộc nó như vậy, xong là em sẽ lấy lộc 3. Cái này em sẽ lấy lộc 3. Lấy lộc 3 thì cùng cái cây kia. Thì qua đầu tháng 9, gọi là trong vòng tháng 9 năm nay cả nhà nên khoanh trong tháng 9 nhá. Đừng có khoanh trong tháng 10. Nếu mà năm nay làm lộc mà khoanh trong tháng 10 đấy, cả nhà sẽ bị muộn. Đấy. Sẽ khoanh vào những cái lộc bánh tẻ, nó sẽ bị muộn. Và những cái sáp lộc kia nó hay bị quả ra muộn, nó sẽ hay bị nứt nhá cả nhà nhá. Một là ra cục hay bị nứt. Quả mới đầu ra đăng lên quay lên ấy thì rất ok, nhưng mà về sau nó sẽ hay bị nứt những cái loại quả đấy. Thì tốt nhất là mình cứ làm hoa ruông dài, quả nó sẽ an toàn hơn, mình chăm nó sẽ ok hơn. Đấy. Rồi ok, em chào cả nhà nhá.